chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Di Cao Đơn Linh Số nhé. Vâng, thì hôm nay buổi ngày 15 tháng 12 thì có trận chung kết bóng đá Việt Nam. Thì bên em có nhận được đơn của anh Nguyễn Minh. Cái số điện thoại là 0367, 3 số là 937. Vâng, anh ở khu Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có chọn lựa cho mình một cái sản phẩm về hỗ trợ cái giải âm, đó là cái lọc xì Pioneer FQ799. Vâng, thì đây là cái lọc xì Pioneer FQ799 của anh nhá. Pioneer này, mã là FQ799 này. Đấy, thì đây là bên em cũng vừa lấy ở hộp ra đấy ạ. Đây, hộp của anh vẫn còn đây ạ. Thì bên em lấy ra sẵn đây để em test trước khi gửi. Vâng, trước tiên thì em thay mặt công ty Zcao Đơn Linh Số thì cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ nhá. Để bên em làm đơn của anh để chiều về cho bóng đá. Vâng, thì đây là bên em đang cho đi qua lọc xì anh nhá. Thì bên góc tay trái này có 3 nút này. Đầu tiên là công tắc nguồn này, thứ hai là cái input là chọn chế độ tín hiệu đầu vào này. Thì nó có hai cổng. Đấy, thì anh chọn sai cổng thì nó không nhận lệnh nhá, không nhận tín hiệu, thì anh chuẩn thì nó nhận tín hiệu. Vâng, đây là EQ này, đây là em đang đi cho qua lọc này. Em tắt thử cái EQ đi nhá. Đấy, thì giải âm nó rất là bí, rất là cô, nó không được hay. Thì chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái lọc xì để hỗ trợ giải âm mới, nghe hay hơn và sáng tiếng hơn. Đấy, em bật lên ạ. Đấy, nghe rất là dễ chịu. Vâng, nó cũng tầm tiền thì nó không quá cao đâu. Vâng, để cải thiện dàn karaoke gia đình nhà mình thì nên mua thêm cái lọc xì đắt hay rẻ thì nó cũng là hỗ trợ giải âm rất là hay. Vâng, thì cái lọc xì FQ799 này có 40 cần gạt, thì mỗi bên một kênh của nó là 20 cần. Vâng, chỉnh cách chỉnh thì đây anh chỉnh từ 20Hz này đến 800Hz là anh cứ chỉnh 20, từ 20Hz thì anh chỉnh cao, sau đó anh xuống dần đến 800Hz là anh chỉnh thấp dần nhé, xong đến 800Hz đến 2kHz, à đến 3kHz thì anh để cân bằng ở giữa. Vâng, nó từ 3kHz trở lên đến 20kHz thì anh chỉnh cao dần nhé. Đây là hình vòng cung này. Đấy, cái hình vòng cung này rất hay. Đấy, cả hai bên kênh anh chỉnh đều giống nhau nhé, thì nghe nó đỡ bị lệch ạ. Anh cứ nhìn theo cái video này thì anh sẽ biết chỉnh ạ. Vậy em đang kết nối với cái vang Zia KM5MX ạ. Làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, làm cái đẩy công suất Qwood 4850 4 kênh. Vâng, em quay đằng sau anh nhá. Thì bên em có tặng anh dây AV để anh đấu với âm ly. Vâng, gia đình anh có âm ly ạ. Đây là tín hiệu đầu vào anh này. Đây, em lấy từ điện thoại ra nhé anh nhá. Đây, em lấy từ điện thoại nhá. Em lấy điện thoại nhá. Đây là tín hiệu đầu vào này. Đây. Vâng, còn đây là tín hiệu đầu ra này. Đấy, anh đấu xuống âm ly. Đây, em đang đấu xuống vang đấy ạ. Thì cũng đấu xuống âm ly nó giống nhau thôi ạ. Đây, đây là tín hiệu đầu vào bên góc này. Đây là bên góc bên này là tín hiệu đầu vào này. À đây, bên này tín hiệu đầu ra này, đây là tín hiệu đầu vào. Đây, mải nói có quên mất. Tín hiệu đầu vào bên này anh nhá. Tín hiệu đầu ra này, anh đầu xuống ly nhá. Em sẽ tặng anh cái dây này này. Đấy, để anh kết nối với em đi của gia đình anh. Vâng, em quay đằng trước ạ. Vâng, thì hiện tại cái lọc xì Pioneer của anh đang hoạt động rất là tốt, ổn định nhá. Thì em xin phép được bỏ ra đóng gói và gửi cho anh rất là cẩn thận. Vâng, sau khi mà cái lọc xì Pioneer này trải qua một quá trình kiểm tra ngặt nghèo thì đã rất là ổn định. Đây, anh Minh nhá, sau khi bên em đã kiểm tra thì bên em cũng bọc lót rất cẩn thận anh nhá. Bằng màng co và tên tuổi của anh đầy đủ đấy ạ, lọc xì Pioneer 799 đấy ạ. Đây, địa chỉ của anh rất là đầy đủ anh nhá. Thì Zika Linh Số thì mong anh nhận được hàng sớm để anh trải nghiệm cái lọc xì anh đã chọn lựa anh nhá. Vâng, sau cùng thì em chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, bên em ngày nào cũng nhiều hàng đi này, rất là nhiều. Có khách rồi nhá.